Hello anh em, thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em một dòng máy sắt gạo Liên Hoàng 15SF. Và để chúng ta vận hành được một con máy như thế này thì điều đầu tiên mình sẽ cần có một cái hệ thống điện đảm bảo an toàn cho chúng ta. Đây là hệ thống tụ điện của máy. Phía trên này là một nút dừng khẩn cấp cho anh em nè. Khi mà chúng ta đang chạy mà có bất kỳ sự cố một thiết bị nào trong nguyên vàng này thì chúng ta chỉ cần tắt một cái là tất cả nguyên vàng sẽ tắt hết. Và đây là cái đèn báo nguồn, khi mà cái máy đã có nguồn là nó sẽ hiển thị đèn lên. Còn phía bên trái của mình đây là một cái đồng hồ đo điện áp. Đây điện áp đang hiển thị là 403V điện 3 pha. Còn phía bên phải là một cái đồng hồ báo dòng điện, khi mà máy hoạt động dòng điện, công suất của dòng điện bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị trên đây. Phía đây là phía trên, hàng phía trên là các nút nhấn khởi động. Nút khởi động thì thường là màu xanh nha anh em. Rồi phía dưới là hệ nút tắt. Chúng ta dừng khởi động á. Nè, đầu tiên là anh em cứ cho lúa vào cho mình đi, cho lúa vào bao nhiêu cũng được. Xong anh em bật lên nè. Anh em đầu tiên anh em bật một cái gạo tẩy hóc lên nè. Rồi xong anh em bật nói chung là anh em sẽ bật hết luôn. Chúng ta bật hết rồi xong chúng ta canh chỉnh từ đây nha. Đây là cái tay gạt nè. Cái tay gạt để chúng ta gạt xuống nè, gạt xuống là thóc nó sẽ vô cái gạo tẩy. Nó múc lên. Múc lên nó sẽ đổ vô cái sàn. Đây phía trong cái sàn quay cho anh em xem nè. Ở trong đây là một cái sàn để lọc rác nè. Như ba cái dây hay là ba bọc ni lông hay là ba cái sỏi nè, sỏi to nè. Nó sẽ lọc cái sàn này. Anh em thì anh em xả rác ra thôi. Đây, cái lỗ này là xả rác. Để anh em canh được cái lượng lúa thì anh em sẽ canh điều chỉnh bằng cái tay này. Tay là canh lượng lúa, anh em cứ gạt xuống. Anh em càng gạt xuống sâu á thì lúa sẽ càng lên nhiều. Rồi. Ngay chỗ này nó phía dưới, ở trên là cái lọc rác, còn phía dưới nó sẽ một cái sàn lọc lúa để tách sạn của lúa ra. Đây, nó sẽ tách sạn ra này. Khi mà anh em chạy thời gian lúa chúng ta chạy chừng 500 tiếng tấn á, rồi anh em nó trong nè, nó có con ốc nè, anh em dặn anh em xả sạn ra một cái sạn sẽ rớt ra đây. Rồi tiếp theo, khi mà lúa nó đã được lọc qua rác lọc sạn thì nó sẽ trượt truyền xuống một cái phễu như đây nè, phễu đây được nó về lên đây rồi nó chia xuống cái đầu này. Và cái cần này là cái cần đóng mở lúa nè, mình cắt lúa, mình lấy lúa từ đó mình cắt cho cái đầu bốc đóng nè, bóc ra. Khi mình đẩy lên nè, đẩy lên là mở, mình kéo xuống là đóng, kéo xuống là đóng lại, rồi đẩy lên mới mở, nó mới cắp xuống đây, nó cắp nửa bên đây nha nè. Cái gạo này là gạo đôi, nó sẽ tính nửa bên nè, rồi nó cắp xuống. Và cái đầu này là bóc, khi mà mình bóc á thì mình đẩy cái này ra nè, đẩy vô nè là lúa nó sẽ xuống, rồi mình gạt cái cần này lên anh lẹt, mình cho quả lô sát lại. Còn cái thanh điều chỉnh nè, bánh răng điều chỉnh nè, rồi mình chỉnh cho cái độ mức mở của quả lô với thằng lúa mình tùy theo cái lúa to hay lúa nhỏ. Khi mà không xài nữa, mình gạt ra là ngắt, là chúng ta không sử dụng ba lô vẫn lăn, nhưng mà cái đầu hở rất là xa, lúa rất trực tiếp luôn. Rồi cái cần thứ hai là cái cần này á, nó áp dụng á là khi mà chúng ta đẩy lên sát nè, là phần nửa còn lại nè, là nó sẽ hồi cái đầu mà cái gạo lứt mà nó đã bóc rồi, nó hồi gì cho nên chúng ta bóc thêm một phần nữa, là nửa bên đây nha, chúng ta có thể bóc thêm lần nữa. Thêm nếu chúng ta cảm nhận được, chúng ta kiểm tra cái đầu thôi, chúng ta chưa sạch, nó sẽ ngắt cái đường này và nó cho qua cái đường sàn để nó chuyển qua cái sàn ly tâm, nó tách cái ốc với lại lứt ra nó xuống đây. Còn một cần bên đây á là khi mà chúng ta không xài tới cái sàn ly tâm này, chúng ta muốn chà lại cái lúa cái gạo mà chúng ta sát rồi để lâu nó bị ẩm vàng hay gì đó, và chúng ta cho cái cần này nha. Cái cần này nó sẽ hồi trực tiếp ra đường ống này và nó trực tiếp qua cái đường chà trắng. Anh em đẩy lên nè, nó sẽ qua đường chà trắng. Rồi bình thường cái cần này chúng ta không xài tới, khi nào mà chúng ta chỉ chà trắng lại lúa thôi chúng ta xài cần đó. Đây cái này đi. Đây là cái chỗ mà mình lấy lúc mình để mình cắt xuống cái đầu trắng. Bình thường mình sẽ phá lại để mình điều chỉnh. Đó. Đây là nó sẽ một cái cử nè. Tại vì cái mượn lượng thóc lứt ở trên này mình sẽ nhìn thấy lứt nó trải đều ra đây. Cái đoạn cuối này thường là nó sẽ là thóc nó còn lại để chúng ta cho nó hồi về. Nó hồi về bên cái đầu ống lứt. Đó mình sẽ kéo cái cử nè, mình canh cho cái lượng thóc với lượng lúa cái ranh giới nó tới đâu. Mình ngắt nó, phá lại. Rồi. Ngay chỗ này nó sẽ có ba đường, một đường á nó truyền trực tiếp nè, là nó đi theo đường này, là cái này nó chỉ lấy lúa sạch 100% lúa thôi, nó còn nguyên hạt lúa luôn cho nó về trực tiếp đường đó. Đấy là mình chỉnh cái này nè, là nó ở trong đây nó có một cái lẫy nè, cái lưỡi gà trong đây nè, anh quay lên trên cao cho mọi người thấy đó. Đoạn cuối này là lúa không nè, nó sẽ xuống đây và trực tiếp đi cái đường này, nó qua bên cái đầu bốc trắng bốc ốc lứt, nó sẽ bốc thêm. Này là lúa 100% nha. Rồi phía dưới đây nó sẽ có một đường lứt nữa. Khi mà lứt cái đoạn này mình cắt nhưng mà nó không hết, cái phía dưới đây nó sẽ còn một xíu lứt nữa, lứt nó sẽ trở về đây để nó khi mà
lứt nó sẽ còn ở đây, nó trở về đây. Và trong lứt này nó sẽ có thêm cỡ ví dụ 100% lứt, nó sẽ trong đó khoảng 30% lúa, cái hạt lúa vẫn còn sẽ được hồi trực tiếp về trên cái đầu băng tải đó, và nó chuyển lại ngược lại qua cái sàn ly tâm, nó tách ra một lần nữa. Ở này là đầu hồi về để tách lứt lần hai. Rồi khi mà anh em đã canh được cái khoảng cách mà cái cử của cái lúa với lại cái lứt rồi á, thì chúng ta kéo ra, chúng ta kéo ra nè, chúng ta cắp thóc cho cái đầu chạch đó là lần lúa xuống đây là nó không còn hạt lúa nào trong đây nữa, chỉ là thức lứt thôi. Rồi mình cắp cho nó, cắp nó xong mình kéo cái cần nè, nó còn cần chỉnh cử của cái đầu chạch đắng nè, kéo nó ra là mình cắp cho nó, cắp lứt chỗ đầu chạch đắng nó sát. Rồi phía đây nè, nó có một cái cần gạt nữa nè, khi mà anh em muốn lấy lứt ra ngoài, chúng lấy lứt riêng bán cho khách á, thì anh em chỉ cần gạt cái cần này vào đây là lứt nó sẽ ra vào đây, anh em hứng ở ngoài nha cho nó dễ hứng. Còn bình thường em gạt ở đây là lứt nó sẽ ra bên trong. Rồi nó sẽ xuống đây và nó xuống qua cái đầu chạch đắng nè, nó chà lứt, rồi nó sẽ chuyển qua một cái hệ thống nè, đây là cái mức chỉnh nè. Chúng ta càng kéo ra ngoài á thì cái hạt gạo chúng ta nó ra càng trắng, nó tùy vào cái mức độ hạt gạo chúng ta là gạo to hay gạo nhỏ nha. Rồi sẽ qua một cái hệ thống sàn, sàn này là cái sàn tách bụi nè, bụi cuối cùng khi mà mình sát cắn á, bụi hay là tắm nè, nó sẽ xuống đây, hạt lúa nguyên nó xuống đây nha. Rồi nó sẽ chia ra chúng ta hai loại, một loại tắm nhuyễn và tắm vừa. Tắm nhuyễn nhất á nó sẽ xuống dưới đây, rồi còn cái tắm vừa nó sẽ qua bên đây, nó tách ra chúng ta sàn ba cấp. Còn cái hạt lúa nguyên, hạt gạo nguyên á sẽ ra đường này nha.